Hello cả nhà nhé. Hôm nay em đang chuẩn bị xuất hàng cho đại lý ở Thái Bình nhé. Rất nhiều vòng ạ, mấy trăm vòng luôn, đầy đủ các loại ạ, từ cỡ to cỡ bé, rồi vòng ba màu, vòng thổ cẩm, rất nhiều loại luôn ạ. Cái vòng cỡ to thì sẽ để bên trong, vòng cỡ to rất nhiều các loại vòng ạ. Đại lý nào lên đơn thì liên hệ với em theo số điện thoại 0909593570 nhá. Tình hình là xưởng em chuẩn bị chạy hàng rồi, tại vì là cái dịch Covid ấy đang quay trở lại Việt Nam, và có khi là mặt hàng này lại sốt như đợt đầu luôn ạ. Vậy đại lý hãy mong mong nhập hàng nhé.